tại sao giường 2 tầng cao cấp là lựa chọn hàng đầu cho phòng ngủ của trẻ em. Trẻ em luôn là niềm tự hào và hạnh phúc của bất kỳ gia đình nào. Và để đảm bảo cho sự phát triển tốt nhất của trẻ, các bậc phụ huynh luôn muốn tạo ra một môi trường sống an toàn và thuận tiện nhất cho con cái mình. Một trong những điều quan trọng nhất trong việc tạo ra môi trường sống an toàn và thuận tiện cho trẻ em chính là giường ngủ của chúng. Trong đó, giường 2 tầng cao cấp là sự lựa chọn hoàn hảo để giúp các bậc phụ huynh tối ưu hóa không gian sống và tạo ra một môi trường ấm áp, an toàn và tiện nghi cho trẻ em. Giường 2 tầng cao cấp của gỗ Sài Gòn là giải pháp hoàn hảo cho việc sắp xếp không gian phòng ngủ của trẻ em. Với thiết kế thông minh và tinh tế, giường 2 tầng cao cấp của gỗ Sài Gòn cung cấp không chỉ không gian ngủ thoải mái cho trẻ mà còn giúp tiết kiệm diện tích phòng ngủ. Giường được sản xuất từ chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp, đảm bảo độ bền, độ an toàn và tính thẩm mỹ cao. Bên cạnh đó, gỗ Sài Gòn cũng mang đến cho khách hàng một loạt các mẫu mã giường tầng đa dạng và phong phú, đảm bảo sự lựa chọn phù hợp với mọi sở thích và phong cách. Tại sao nên lựa chọn giường 2 tầng cao cấp của gỗ Sài Gòn? Với các tính năng và tiện ích hấp dẫn sau đây, bạn sẽ không thể chối từ. Thiết kế thông minh, giường tầng được thiết kế dành riêng cho trẻ em với kích thước và chiều cao phù hợp, giúp trẻ dễ dàng lên và xuống giường. Tiết kiệm diện tích, giường tầng được thiết kế 2 tầng giúp tiết kiệm diện tích phòng ngủ và tạo ra không gian sống rộng rãi hơn. An toàn và bền, giường tầng được sản xuất từ chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp, đảm bảo an toàn và độ bền cao. Sức khỏe và sự phát triển của trẻ em luôn là ưu tiên hàng đầu của các bậc phụ huynh. Vì vậy, giường tầng cao cấp của gỗ Sài Gòn không chỉ đáp ứng nhu cầu về không gian sống và giấc ngủ của trẻ mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của trẻ. Với sự kết hợp giữa thiết kế thông minh và chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp, giường tầng cao cấp của gỗ Sài Gòn đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các gia đình có trẻ nhỏ. Với nhiều ưu điểm và tính năng vượt trội, giường tầng cao cấp của gỗ Sài Gòn chắc chắn sẽ là lựa chọn thông minh và tiện lợi cho không gian sống của bạn và con trẻ. Vì vậy, hãy liên hệ ngay với gỗ Sài Gòn qua số điện thoại 0901-007-678 để đặt hàng và sở hữu ngay một sản phẩm giường tầng cao cấp đẳng cấp nhất cho con bạn.